Mợ nhỏ nhà hai phó, tác giả Du Phong Vân, tập 12. Đình Đình mang song thai, phó gia trên dưới lại càng cẩn thận, nhất là bà phó nhỏ, lúc nào cũng âm thầm bảo vệ cho con dâu. Mà trong thời gian này, bà hai lớn cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Không rõ nội bộ nhà ông phó qua là như thế nào, chỉ thấy giữa bà hai lớn và bà hai nhỏ là có tranh chấp ngầm. Chẳng qua Đình Đình không mấy quan tâm tới, việc của cô bây giờ là dưỡng thai, còn ai thế nào cô thật không có muốn để ý tới. Vũ Ngọc nấu canh gà hầm. Đình Đình nói là thích ăn nên bà nấu. Vậy mà cô chỉ mới ăn được một chút thì lại ói ra hết. Ói nhiều đến mức chú Thuận cũng nóng ruột cho con gái. Biết con gái mệt, chú nghỉ nghỉ một lát rồi ngồi xuống bếp nấu cháo trắng. Bỏ một chút gia vị cho dễ ăn. Nấu xong đem lên cho con gái. Chú nhỏ nhẹ dỗ dành con. Tiểu Đình à, ăn chút cháo đi. Ngồi dậy ăn một chút đi con. Đừng có để bụng đói. Hai đứa nhỏ cũng đói theo con đó. Đình Đình mệt lắm nhưng cô không thể không ngồi dậy. Bụng cô đói nhưng lại không muốn ăn. Vì ăn vào lại sợ ói ra hết. Khổ thiệt, hai đứa nhỏ này không có chịu được cái thứ gì làm cho cô cũng mệt theo. Quể quải ngồi dậy, cô múc một muỗng cháo cho vào miệng. Cảm nhận được cái mùi nồng nồng của tiêu, mùi thơm của hành lá. Cảm giác này đúng thật là dễ chịu hơn những cái món canh hầm rất nhiều. Một muỗng lại thêm một muỗng, cô ăn ngon lành đến gần hết nửa chén. Lúc này cô mới ngước mắt hỏi chú Thuận. Bà, cháo ngon lắm, dễ ăn nữa. Chú Thuận mừng rỡ nhìn cô. Con ăn được không? Có ngon không con? Dạ ngon, ngon lắm. Nhìn thấy con gái ăn ngon miệng, chú Thuận mừng như bắt được vàng, chú liên tục gật đầu, đòi hối thúc con gái ăn nhiều vô. Ăn nhiều vô đi con, ăn nhiều một chút. Hồi đó mẹ có con mang thai con, bà cũng rất thích ăn đồ ba nấu. Mẹ con toàn là ăn đồ của ba nấu thôi, ăn từ lúc mang thai đến lúc sinh. Mà con khi còn ở trong bụng mẹ rất ngoan, đâu có giống hai cái đứa này. Thiệt hả? Con ngoan hơn hai cái đứa này hả ba? Tất nhiên rồi, con gái của ba lúc nào mà không ngoan. Ngừng lại vài giây, giống như cảm xúc ùa về. Chú Thuận nhìn Đình Đình. Mới đây mà nhanh quá, bây giờ con gái của ba lại sắp làm mẹ của người ta nữa rồi. Không biết có phải vì mang thai dễ xúc động hay không, mà Đình Đình lúc này lại đỏ mắt. Cô sụt sùi, tay ngoái ngoái cháo ở trong chén, giọng cô khàn khàn. Dạ... nhanh quá ba ha. Chú Thuận cũng không kìm được xúc động, so so đầu con gái, chú nói thầm. Mong ước của ba là được nhìn thấy con gái của ba lập gia đình, sinh cho ba cháu ngoại. Bây giờ nhìn thấy con được gia đình chồng yêu thương, được chồng cưng chiều. Ba mãn nguyện lắm, cũng tự hào về con lắm. Con có làm gì đâu mà ba phải tự hào như vậy. Tự hào chứ con, tự hào vì ba sinh được một đứa con gái vừa ngoan vừa có phúc, con được hạnh phúc, đó chính là niềm tự hào của ba. Đình Đình nhìn chú Thuận, cô nhớ lại lúc nhỏ, ba cô lúc nào cũng nói tự hào về cô. Kể từ khi mẹ cô mất, ba cô chỉ sống cho một mình cô, sống như cuộc sống của cô. Cay mắt quá, cô sắp chịu không nổi rồi. Biết con gái xúc động, chú Thuận sợ con khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Chú liền chuyển đề tài, không nhắc đến những cái chuyện dễ gây cảm xúc tiêu cực. Đình Đình cũng không muốn mít ướt. Cô liền cười hì hì, vui vẻ nói đến những cái dự định cho hai đứa nhỏ trong bụng. Hai cho con líu ríu với nhau đủ thứ chuyện vui buồn của cuộc đời. Tựa như thế giới này thu lại chỉ còn có phụ tử hai người mà thôi. Phòng bếp của phó gia lúc nào cũng náo nhiệt, người ra kẻ vào tấp nập,
thức ăn rau củ quả, thực phẩm được chở vào hàng ngày vô cùng tươi mát và chất lượng. Vũ Ngọc cùng với Vũ Lê đang bận rộn kiểm tra thực phẩm được dùng riêng cho Đình Đình. Bây giờ cô là phụ nữ mang thai, từ thức ăn cho đến nước uống, nhất nhất đều được kiểm tra tỉ mẩn mỗi ngày, đó là lệnh từ trên đưa xuống. Cũng giống như hàng ngày, Vũ Lê và Vũ Ngọc chia nhau ra kiểm tra lương thực, thực phẩm. Cả hai không có yên tâm mà giao cho người khác làm, nên cứ ôm công việc hết vào người. Lần nào cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ mới làm xong công việc. Mà ở trong gốc cây to sau vườn, ngay cạnh nơi mà Vũ Lê và Vũ Ngọc làm việc, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt cứ dõi theo chầm chầm về phía họ. Lại như đã nhìn thật rõ, đôi mắt kia liền đảo nhanh, sau đó biến mất khỏi cái gốc cây ở trong vườn đó. Đôi mắt hẹp, dài, vòng qua hành lang, vòng vèo mấy lần, đảo qua đảo lại một hồi, như đợi không có ai phát hiện, đôi mắt cùng với thân ảnh kia liền đi thẳng vào khu nhà chính ở phó gia. Nhìn kỹ lại một lần nữa, đó chính là khu A của nhà họ Phó, là nơi mà người ta thường hay gọi là khu nhà danh giá nhất biệt diện Phó gia. Phó Kỷ gần đây khá là loạn, nhưng là nội bộ quản lý cấp cao ở trong công ty đang tranh đấu ngầm, chứ không phải do tập đoàn Phó Kỷ có vấn đề. Ông nội Phó biết tin, nhưng ông không nói gì, chỉ âm thầm để bạn mình trong hội đồng quản trị xuất hiện thay mình, gõ gõ cái đám con cháu một phen. Ông cũng biết việc tranh chấp là không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại ông vẫn còn sống chưa chết, ông sẽ không đồng ý để cho con cháu đấu ngầm như vậy. Nhưng thật ra ông nội Phó cũng có chút ngạc nhiên và hành động kỳ lạ này của Khiếu Trạch, bởi vì từ trước tới bây giờ Phó Khiếu Trạch chưa bao giờ thể hiện việc tranh đấu một cách rõ ràng như vậy. Chuyện này quả thật là có vấn đề. Mà ngoài Phó Kỷ, Lý Gia cũng đang lao đao nhiễu loạn về sự xuất hiện trở lại của Lý Lan Trúc. Dưới sự bảo vệ của Phó Khiếu Trạch, Lý Gia cực kỳ kiêng dè với Lý Lan Trúc. Nếu Lan Trúc không có làm gì quá đáng, vậy thì đến cả Lý Vinh cũng không có làm gì được cổ. Lần này trở lại, Lý Gia sẽ không đơn giản là một quấy rầy bởi một người thừa kế hờ nữa đâu. Có thể trong tương lai, người cầm quyền ở Lý Gia lại có sự thay đổi. Về chuyện thân phận của Lan Trúc, mẹ ruột của cô để lại một phong thư. Phong thư đó có thể được xem là một di thư trước khi chết. Trong phong thư có ghi lại toàn bộ sự thật về thân phận của Lý Lan Trúc, bao gồm luôn cả nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba ruột cổ. Và điều quan trọng nhất là trong bức di thư cũng nói đến nhân vật lừng lẫy của Phó gia, đó chính là ông Phó Hoa, người đàn ông có thủ đoạn tàn nhẫn đến không thể tưởng tượng được. Người đã nhẫn tâm bày mưu hại chết em trai ruột của mình, hại chết người tài xế vô tội. Ông Phó Hoa lấy đi hạnh phúc của hai gia đình, lấy đi tuổi thơ của hai đứa trẻ, và cũng chính ông ta đã lấy đi mất ba mạng người oan uổng. Phó Khiếu Trạch bắt đầu vào hành động trả thù. Anh cùng với A Nam và cậu Út đang trong quá trình thâu tóm cổ đông của Phó Kỷ. Về phần ông nội Phó, anh định trước ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh kinh doanh toàn quốc, anh sẽ nói hết sự thật cho ông nội Phó biết về việc tranh đấu của Phó gia. Lý Lan Trúc xin anh đừng có công khai thân phận thật sự của cổ, bởi vì cô ta không có muốn Lý gia biết về thân phận thật của mình. Ba mẹ nuôi của Lý Lan Trúc, tức là vợ chồng Lý Vì, hai người là bị người ta hại chết. Lý Lan Trúc là muốn trả thù cho cả cha mẹ ruột lẫn cha mẹ nuôi. Mà Khiếu Trạch cảm thấy việc Lý Lan Trúc không cần phải ra mặt cũng là một việc làm hợp lý. Anh không có nhất thiết phải đưa Lý Lan Trúc ra mặt thì mới có thể đánh ngã được ông Phó Hoa. Việc anh có muốn đánh gục ông Phó Hoa hay không, đó là việc nằm trong khuôn khổ đạo đức của một con người, nằm trong cách làm người của anh, chứ không có hề liên quan gì đến việc Lý Lan Trúc có ra mặt hay không. Là anh thừa sức đấu với ông ta, nhưng anh lại chọn cách không làm, bởi vì anh rất quý gia đình, quý người thân. Nếu không phải ông Phó Hoa giết chết ba anh, thì anh cũng không có tàn nhẫn đến mức phải ra tay hại bác ruột của mình chỉ vì tranh giành tài sản. Chỉ tiếc là bác hai anh lại không nghĩ như vậy, là ông ta hại chết ba anh, ông ta ác với anh, vậy thì cũng đừng trách anh
vì sao lại trở thành người tàn nhẫn, thiếu đạo đức. Tranh chấp kịch liệt khiến cho Khiếu Trạch rất bận. Hôm nay hiếm hoi lắm anh mới về sớm được một hôm. Phó gia gần đây không còn ăn cơm chung với nhau như trước. Một phần là vì tranh chấp, phần còn lại là vì đàn ông của phó gia quá bận rộn. Vì vậy nên hôm nay vợ chồng Khiếu Trạch ăn cơm riêng cùng với bà phó nhỏ và chú Thuận, không có mặt người của khu A giống như trước đây. Ăn cơm tối xong, Khiếu Trạch đưa Đình Đình đi dạo quanh vườn. Đi được một lát thì cô nói thèm trà sữa. Vậy là vợ chồng hai người lại đưa nhau đi mua trà sữa. Sẵn tiện đi một vòng ngoài đường dạo mát. Hút vào một hơi trà sữa, Đình Đình thích thú cười hí hửng. Khiếu Trạch nhìn sang cô, anh cũng không nhịn được mà nhoẻn cười. Lúc này anh mới hỏi cô giọng dịu dàng. Hai đứa nhóc này dạo này ngoan quá, để cho mẹ uống cả trà sữa luôn. Lại chợt nhớ chuyện hồi sáng, Đình Đình vừa nhai trân châu vừa nói với Khiếu Trạch. Hồi sáng ông nội có đến đó anh. Khiếu Trạch nhướng mày. Ông đến có chuyện gì vậy? Thăm em à? Đình Đình chớp mắt. Có thăm em, cũng có nói chuyện với mẹ và bác hai lớn, mà cũng có nói chuyện với thầy Quân luôn. Ông nội nói chuyện với thầy Quân? Dạ, bà nói là ông nội nói chuyện với thầy Quân khá lâu, còn nói chuyện về chuyện gì thì em không biết. Nhưng mà lúc ông về, mẹ có vẻ lạ lắm, hình như là hơi buồn. Em có hỏi thì mẹ chỉ nói là mẹ sợ anh quá tay với bác hai. Khiếu Trạch nghe đến đây là có thể hiểu được một vài điều. Mục đích ông nội đến phó gia, một là muốn nhờ mẹ khuyên anh nhẹ tay với ông phó qua, còn hai là muốn đến gặp thầy Quân để hỏi một vài chuyện cơ mật gì đó. Anh biết hành động của anh trong thời gian gần đây khiến cho ông nội không vui và nghi ngờ. Nhưng anh cũng đã cố gắng tiết chế hết sức. Nếu không, anh đã bắt ông phó qua phải quỳ trước mặt anh mà nhận tội ngay lập tức. Đình Đình quay sang nhìn anh. Anh, về chuyện của ba mình, anh chuẩn bị tới đâu rồi? Vài ngày nữa là đến hội nghị thượng đỉnh. Trước hôm đó, anh sẽ đưa em và mẹ đến biệt viện Từ Đường để gặp ông nội, nói rõ hết mọi chuyện trước. Anh sẽ bố trí thêm người bảo vệ cho mọi người, nhất là bảo vệ em. Có thể là mọi người sẽ phải ở lại biệt viện khá lâu. Đợi sau khi anh giải quyết xong hết mọi thứ, dọn dẹp sạch sẽ phó gia, anh sẽ đón hai người về lại. Mẹ sẽ rất cần em trong lúc này. Bà dù có buồn cũng sẽ không có nỡ làm ảnh hưởng đến em và hai đứa nhỏ. Giúp anh nghe. Sắp có với nhau hai đứa con rồi, anh còn nói cái gì giúp đỡ này kia nữa. Em sẽ luôn ở bên anh, ở bên mẹ, ở bên gia đình của mình mà. Khiếu Trạch nhìn cô, trong lòng anh như có chút áy náy vì phải để cho cô rơi vào trường hợp khó xử như vậy. Đã là vợ chồng với nhau, anh cũng không có muốn cứ mãi ôm những tâm sự trong lòng. Vậy nên mỗi lần có chuyện gì đó khúc mắc, anh sẽ hỏi thẳng cô, muốn cô mở lòng ra với anh. Tiểu Đình, anh làm như vậy em có thấy anh quá đáng hay không? Có thấy anh là một người tàn nhẫn không em? Đình Đình thoáng ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Khiếu Trạch quá đáng trong cái chuyện này. Nếu là cô cũng sẽ làm như vậy, sẽ không bao giờ tha cho kẻ đã giết chết cha của mình. Trên đời này, thù giết cha giết mẹ là món thù khốn nạn nhất, món thù chó má nhất. Khiếu Trạch làm như vậy đã là quá nhân từ rồi. Anh đã quá nhẹ tay bởi trên vai anh còn một ông nội, người đã sinh ra kẻ thù giết cha anh. Cô nắm chặt tay anh, có chút kích động. Anh không có quá đáng, cũng không có tàn nhẫn. Anh quyết định như vậy đã là rất nhân từ rồi. Ông ta bất nhân, nhưng chúng ta không có được bất nghĩa. Giết ông ta chỉ gây nghiệp cho bản thân mình, ảnh hưởng đến hậu vận của con sau này. Những thứ gì là của mình thì mình cứ lấy lại, đó là việc nên làm. Em luôn ủng hộ anh, con cũng sẽ ủng hộ anh. Có được những lời động viên này của Đình Đình, Khiếu Trạch như cảm thấy được an ủi và yên lòng hơn hết. Từ nhỏ anh đã được dạy dỗ rất tử tế, mặc dù môi trường sống có khắc nghiệt, nhưng anh vẫn cố giữ lại cho mình một chút gì đó nhân đạo, không có làm hại người, càng không muốn hại người vô tội. Anh cũng thừa nhận
bản thân của anh có phần lãnh bạc, nhưng đó cũng chỉ là khí chất của đàn ông. Chỉ cần là đàn ông có tiền và có quyền lực, thì ai cũng sẽ mang trong người một phần lãnh khí giống như anh vậy. Không ngạo nghễ, không hiên ngang, không lạnh lùng. Vậy thì rất khó sống sót được trong giới hào môn đầy dẫy những hiểm ác. Về cái việc này, anh đã quyết. Dù cho nội và mẹ không có đồng ý, thì anh cũng sẽ làm, giữ lại mạng sống cho ông ta. Đó chính là sự nhân từ cuối cùng mà anh có thể làm. Ba anh không ghét ông ta, ông cũng không muốn anh vì ông mà thân mang trọng tội. Đình Đình gật đầu, cô cũng chỉ cầu như vậy, còn lại cũng không có bất kỳ mong muốn gì khác. Con người cô hướng thiện, cũng tin vào luật nhân hồi chuyển kiếp. Vì vậy cô không muốn Khiếu Trạch phải sa chân vào dũng lầy, càng không muốn kiếp sau của anh thân phải mang trọng tội tày trời. Hội nghị thượng đỉnh toàn quốc được diễn ra vào 2 năm một lần. Hội nghị là nơi để các doanh nghiệp trẻ được tiếp cận với các tập đoàn hàng đầu trong nước. Phó Kỷ hàng năm luôn là do ông Phó Hoa và hai người Phó Khiếu Trạch, Phó Duy Tân đại diện đến tham dự. Phó Kỷ là một trong những tập đoàn lớn nhất nước. Sự xuất hiện của lãnh đạo Phó Kỷ luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Những câu hỏi hóc búa của phóng viên, những câu trả lời khôn khéo và sắc bén của các vị lãnh đạo luôn là đề tài nóng trên các mặt báo kinh tế và tài chánh. Không một doanh nghiệp nào không mong mình sẽ được mời ở hội nghị thượng đỉnh. Việc được mời và việc tự đến tham dự từ trước đến bây giờ luôn là hai đẳng cấp phân cao thấp rõ rệt nhất. Chỉ là năm nay Phó Kỷ lại có sự thay đổi lớn nhất, và ở hội nghị thượng đỉnh lần này, chủ tịch của Phó Kỷ sẽ là nhân vật được quan tâm nhất trong 4 ngày diễn ra hội nghị. Bởi vì 2 ngày trước, trong giới hào môn và thượng lưu vừa tung ra một tin tức mang tính chất chấn động, đó chính là việc Phó Chủ tịch của tập đoàn Phó Kỷ, ông Phó Hoa vừa thông báo từ chức, và quyền thừa kế tập đoàn Phó Kỷ được thông qua bởi chủ tịch đương nhiệm và hội đồng quản trị, quyết định giao lại tập đoàn cho ông Phó Khiếu Trạch. Hội quyết với 80% phiếu tán thành, 15% phiếu chống và 5% phiếu trắng. Kết quả cuối cùng, Phó Khiếu Trạch giành chiến thắng với 80% phiếu tán thành và trở thành chủ tịch mới nhất, trẻ tuổi nhất của Phó Kỷ trong vòng mấy thập niên qua. Thông tin gây chấn động giới kinh doanh và cả giới hào môn, nhưng người của Phó Kỷ lại không hề có thêm bất kỳ một tin tức ngoài lề nào khác. Ai cũng biết, ở trong cái việc này là có bí mật gì đó, nhưng còn đó là bí mật gì, vậy thì lại không một ai dám đào sâu. Bởi Phó Khiếu Trạch của Phó Kỷ từ trước đến bây giờ đều không phải là người dễ nói chuyện, thủ đoạn lại có thể gọi là âm hiểm. Tốt nhất, nếu không đủ bản lãnh, thì vẫn không có nên chạm mặt với kiểu người như anh. Mà ở đại gia tộc nhà họ Phó, ông nội Phó cũng chính thức bàn giao lại toàn bộ quyền thừa kế cho cháu trai là Phó Khiếu Trạch. Nội bộ lớn nhỏ ở Phó gia không một lời phản đối. Ông nội Phó đã chọn ngày đẹp vào 2 tháng sau để cử hành đại lễ trao lại quyền cầm trịch Phó gia. Cuối cùng thì của thiên phải trả lại cho thiên. Bản thân là địa, sao cứ mãi tranh giành những cái thứ không thể trường tồn ở bên cạnh mình. Biệt diện Phó gia trải qua một cuộc thanh trừ lớn nhất từ trước đến nay. Phàm là người làm trong khu A đều bị bắt thôi việc, được hưởng thêm 3 tháng lương dù có thân cận với chủ nhân tiền nhiệm của mình hay không. Phó Khiếu Trạch không làm thì thôi, mà một khi đã làm thì từ bị thương cho tới chết. Anh đã quyết đi con đường này, vậy thì thà cứ để anh mang tiếng bất nhân bất nghĩa, còn đỡ hơn là để vợ con anh phải chịu hậu quả về sau. Anh trả thù ông Phó qua, nhưng cũng đã hứa với ông nội Phó sẽ chừa cho Duy Tân và Duy Khánh một con đường sống. Tức là anh sẽ không công bố việc ông Phó qua âm mưu hại chết ba anh năm đó. Nhưng bên phía Duy Tân và Duy Khánh cũng phải đồng ý không có được nuôi âm mưu trả thù lại Khiếu Trạch, không có tạo thêm ân oán đời đời kiếp kiếp. Nếu hai anh em Duy Khánh hoặc Duy Tân phá hỏng giao kèo, vậy thì đừng có trách vì sao Phó Khiếu Trạch không nể mặt. Phó gia ngày trở lại, cả Đình Đình và bà Phó nhỏ đều cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm, lại có cảm giác không có được chân thật cho lắm. Bụng của Đình Đình đã rất lớn,
hơn 7 tháng. Cô ở biệt viện Từ Đường cũng gần 2 tháng kể từ sau cái vụ khiếu trạch trừng trị ông Phó qua. Đi cùng với cô là Vú Lê, Vú Ngọc và bé Thị. Còn ba cô và thầy Quân đã rời đi từ lúc cô đến Từ Đường. Hai người không có muốn xen vào chuyện riêng của nhà họ Phó. Bà Phó nhỏ đỡ con dâu bước xuống xe, dành mắt bà đỏ que, lại nhịn không được xúc động mà cảm thán với con dâu. Khu A này trước kia ba mẹ với khiếu trạch cũng đã từng ở, không nghĩ ngày quay lại lại là cảnh còn người mất như thế này. Đình Đình ôm vai mẹ chồng mà an ủi. Cô biết khu A của biệt viện nhà họ Phó là dành cho chủ mẫu và chủ nhân của Phó gia. Năm đó, lúc ba chồng cô nắm quyền, cô cũng là ở tại khu A này. Sau khi ông mất, ông Phó qua tạm thời giữ quyền. Vậy nên bà hai lớn, bà hai nhỏ và anh em Duy Tân, Duy Khánh mới được dọn đến đây ở. Bà Phó nhỏ vội vàng lau nước mắt. Mới đây mà khiếu trạch đã có vợ, ông cũng sắp có cháu nội rồi đó, ông nhỏ à. Đình Đình cũng không muốn khóc theo mẹ chồng. Thời gian 2 tháng ở Từ Đường, cô được nghe mẹ chồng kể rất nhiều về cha chồng của cô. Ông sống làm người như thế nào, tài giỏi và đỉnh đạt ra sao, mẹ chồng cô luôn nhớ rõ. Bà không có dám quên dù chỉ là một chi tiết nhỏ, mà bà cũng chưa từng kích động quá mức đối với chuyện ông Phó Hoa đã hại chết chồng bà. Bởi vì kể từ lúc chồng bà chết, bà đã luôn nghi ngờ là chồng bà bị hại. Nhưng hoài nghi chỉ là hoài nghi, bà không dám nói với khiếu trạch, cũng không dám nói với bất kỳ ai, mà cứ luôn giữ kín tâm sự ở trong lòng. Thứ nhất, vì bà không có bằng chứng. Thứ hai, là vì bà không muốn con trai của bà phải lớn lên trong sự hoài nghi, lớn lên trong thù hận, không có rõ căn cứ. Người chết oan thì rất đáng thương, nhưng người ở lại cứ luôn sống trong hận thù, đó mới là người đáng thương hơn cả. Đình Đình ôm bó hoa hồng trắng mà bà Phó nhỏ đã mua trên đường. Cô vừa nhìn vào bó hoa vừa nói với mẹ chồng. Mẹ, nhà của mình đưa ba về thôi mẹ à. Bà Phó nhỏ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật khóc. Giây phút này bà đã kìm nén rất lâu. Bây giờ đã được trở về nhà, bà cũng không cần phải giấu giếm che đậy cảm xúc của mình nữa. Một thai phụ bụng lớn ôm bó hoa hồng trắng, kế bên là một người phụ nữ trung niên xúc động đến òa khóc. Hình ảnh đau lòng này khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy chua xót. Khiếu trạch cũng không ngoại lệ, anh đứng ở góc khuất, bên cạnh là ông nội Phó. Cả hai người đều không có nhìn được mà đỏ que dành mắt. Có một bàn tay đặt trên vai anh, kèm theo đó là giọng khàn đặc thủ thỉ. Trạch à! Nội xin lỗi con, là nội oan uổng cho gia đình con rồi. Khiếu trạch xoay người nhìn ông, anh cố kìm nén cảm xúc. Nội không có lỗi đâu, con và ba thương nội nhất, thương rất nhiều. Câu trả lời của đứa cháu trai đáng thương đã chạm đến vị trí sâu nhất trong tim ông. Kể từ ngày biết được sự thật về cái chết của người con trai thứ, ông đã suy sụp đến mức đổ bệnh không ngồi dậy được. Nếu không phải cháu dâu và con dâu đến an ủi, chăm nom, động viên mỗi ngày, vậy thì ông sẽ bây giờ đã đi theo hai đứa con trai của ông luôn rồi. Sống mấy chục năm trên đời, ông chỉ còn ray rứt duy nhất một việc, đó là chưa được nhìn thấy hậu duệ đời tiếp theo của Phó gia ra đời. Nếu bây giờ ông chết, nếu ông không có cố gắng, thì hai đứa cháu chắc của ông phải làm sao? Nó đã không có ông nội, không lẽ ông cố cũng không có luôn sao? Như vậy thì đáng thương lắm. Ông không nỡ nhìn thấy cháu ông như vậy. Tâm nguyện cuối cùng của ông là hy vọng trước khi chết, ông sẽ được bồng bế cháu chắc trong lòng, thực hiện tròn trách nhiệm với tổ tiên của Phó gia, để khi mà xuống dưới suối vàng, ông sẽ không hổ thẹn khi gặp lại tổ tiên nhà họ Phó. Đình Đình mang thai gần 8 tháng, bụng đã lớn lắm rồi. Vũ Lan nói đối với cơ địa của cô thì cách tốt nhất sẽ là sinh mổ. Việc sinh thường vẫn được, nhưng em bé có vẻ lớn, việc sinh nở sẽ rất khó khăn.
tất cả đều đồng ý với lời khuyên của bác sĩ sản khoa. Chỉ có Đình Đình là đang do dự, chưa đưa ra quyết định. Thật ra cô vẫn muốn được sinh thường, vẫn muốn để con ra đời theo cách tự nhiên nhất từ thuở nguyên sơ cho đến bây giờ. Như thường ngày, sau khi theo mẹ chồng đến phòng sổ sách học sơ qua về cách quản lý chi tiêu, Đình Đình sẽ về phòng ngủ một giấc cho đến giờ cơm trưa thì tỉnh. Cô mang thai, đặc biệt thích ngủ. Vú Ngọc và Vú Lê không đồng ý cho cô ngủ nhiều thì cô lại ngủ gật. Ngồi ở đâu cũng có thể ngủ được. Khiếu Trạch thương vợ, vậy nên anh không cấm cô ngủ nhiều. Cứ muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Em bé lớn quá thì sinh mổ. Đằng nào cũng đến hai đứa trong bụng, cũng không phải chỉ có một đứa. Đến giờ cơm, Vú Lê gọi cô dậy, nhìn một mâm thức ăn dinh dưỡng ngon miệng, Đình Đình ăn đến hơn một chén cơm nhỏ. Vũ Lan không cho cô ăn nhiều ở trong một bữa, mà bắt cô chia ra thành nhiều bữa trong ngày. Nhưng ăn thế nào thì cô cũng thấy rất ngon miệng. Một bữa hay nhiều bữa thì đều ngon, cô ăn rất thoải mái. Vũ Lê ở bên cạnh, thấy mợ chủ ăn uống vui vẻ, bà lúc này mới nhắc. À, hồi trưa mợ ngủ đó, cô Lan Trúc có ghé đây, không gặp được mợ nên cổ về lại Lý Gia rồi. Sao Vú không có giữ cổ lại, hay là Vú lên kêu con cũng được mà. Cô Trúc không có muốn làm phiền mợ, với lại cổ nói vài hôm nữa cổ lại ghé. Cô Lan Trúc bận lắm, tôi nghe cổ nói với bà chủ như vậy đó. Vậy à, vậy chắc là chuyện của Lý Gia rồi. Con nghe Khiếu Trạch kể lại, Lý Gia bây giờ một nửa đã thuộc về cổ. Lý Lan Quyên không có làm được gì, hôm trước còn nhờ anh hai gọi cho anh Trạch xin giúp. Nhưng mà anh Trạch đã hứa sẽ giúp Lan Trúc, xem ra là Lý Gia sắp tiêu đời rồi. Vũ Lê có tình cảm với Lan Trúc, bà cũng biết chuyện của Lan Trúc, vậy nên bà rất thương cho số phận trớ trêu của cô gái tội nghiệp. Cha mẹ mất, bị chú hãm hại chiếm đoạt gia tài, Lý Lan Trúc cũng đâu có thua gì cậu Khiếu Trạch, quả là đáng thương. Họ bị tiêu tán cũng đáng mà. Mợ Ba Quyên cũng đâu có hiền lành gì đâu mợ. Hồi còn chưa phanh phui sự thật, mợ ta hống hách hay bắt nạt người làm lắm. Đặc biệt, mợ Ba Quyên rất thường hay tìm cô Lan Trúc gây sự. Nói chung thì mợ ấy không có dám làm cái gì quá đáng. Nhưng cái thái độ ăn hiếp, nói xiên nói xỏ, tôi chướng mắt dữ lắm. Nhưng kỵ mình là người làm nên không có dám xen vào chuyện của chủ. Đình Đình thở dài một hơi, cái thói đời là vậy đó, kẻ thắng thì làm cha, kẻ thua thì bị sỉ nhục. Bây giờ tình thế đảo ngược rồi, Lý Lan Trúc được phó gia chống lưng, lại còn là phó Khiếu Trạch cầm trịch cả một đại gia tộc. Khả năng vợ chồng Lý Vinh ngã ngựa thì rất cao. Nhưng theo cô thấy, thì có thể Lý Lan Trúc không có ý định lật đổ Lý Vinh hoàn toàn, hoặc là cô ấy nương tay, hoặc là cổ muốn cả hai cùng điều hành quản lý. Lý Lan Trúc thông minh khôn khéo lắm, đến cả phó Phúc Sinh còn không chịu được, vậy thì nói gì là Lý Gia. Trong lúc Đình Đình còn đang suy nghĩ, thì Vú Lê lại tò mò nghi ngờ. Mà có chuyện này tôi cứ thắc mắc hoài, mợ chưa có quên cái vụ cô Lan Trúc bị hại xém chút mất con phải không mợ? Tôi cứ nghĩ hoài mà không biết là do ai làm, kỳ lạ thiệt đó mợ à. Vú Lê nhắc đến chuyện này, Đình Đình lại cảm thấy đau đầu thổn thức một phen. Cô cũng không biết phải nói chuyện này như thế nào nữa. Mỗi lần nghĩ lại chỉ thấy đầu óc cô ngờ nghịch làm sao đó. Lý Lan Trúc và Phó Phúc Sinh càng nói càng rối, rối còn hơn chuyện năm đó của cô và Khiếu Trạch. Tất cả những chuyện rắc rối đều là do nhân cách tiêu cực của Phó Phúc Sinh bày ra. Chính nhân cách kia làm cho Lan Trúc mang thai, cũng là nhân cách kia bày đủ trò để chia rẽ cô và Khiếu Trạch, bao gồm luôn cả cái chuyện Lý Lan Trúc bị hại lần đó để hòng đổ lỗi cho cô. Phó Phúc Sinh có trong tay một số mật vệ ngầm ở phó gia, vì vậy những việc mà anh làm nếu không phải là người cao tay hơn, vậy thì rất khó để bắt được lỗi của anh. Đó cũng là lý do mà Khiếu Trạch điều tra mãi vẫn không điều tra ra được gì. Quá ra là do Phó Phúc Sinh cố tình sử dụng mật vụ ngầm. Mục đích mà hắn làm vậy rất có thể là
muốn để cho cô bị đuổi khỏi Phó gia, để hắn có thể hoàn thành được tâm nguyện mà Phúc Sinh luôn mong muốn. Hắn chính là một nhân cách khác biệt hoàn toàn với tính cách của Phúc Sinh. Hắn có tính độc chiếm, hắn ranh mãnh không từ thủ đoạn, và hắn cũng có thể vì mong muốn của Phúc Sinh mà làm tất cả những chuyện xấu. Bác sĩ cũng có giải thích với vợ chồng cô rằng những gì mà hắn đã làm có thể đó là những suy nghĩ thoáng qua của Phúc Sinh, hoặc cũng có thể là những suy nghĩ độc tài mà chỉ có hắn ở trong người Phúc Sinh mới nghĩ ra được. Hắn là cái tâm tà của Phúc Sinh, hắn cho rằng nếu làm như vậy thì Phúc Sinh thật sẽ hạnh phúc, sẽ hài lòng. Cô cũng không biết phải bình luận về vấn đề này của Phúc Sinh như thế nào. Bởi lẽ cô thấy cái nhân cách kia của Phúc Sinh có chút gì đó khá là đáng thương. Hắn không có ý chiếm đoạt con người hiện tại của Phúc Sinh. Chung quy những gì hắn làm đều là vì Phúc Sinh cả. Căn bệnh này của Phúc Sinh không phải là hiếm gặp, nhưng mà trường hợp nhân cách này của anh ấy thì lại là trường hợp vô cùng đặc biệt. Không biết sau khi Phúc Sinh khỏi bệnh trở lại, anh ấy phải đối mặt làm sao với một Lý Lan Trúc cứng rắn có thù tất báo như vậy. Hắn là cái nhân cách kia của Phúc Sinh, khiến cho Lan Trúc mang thai, cũng là hắn muốn đẩy vợ con của hắn vào con đường chết. Nhưng chính Lý Lan Trúc lại cứu mạng Phúc Sinh, cũng vì cứu anh mà con của hai người mới mất. Lại chưa nói đến việc chính Lý Lan Trúc cũng đã nảy sinh tình cảm với Phúc Sinh. Chỉ mới nghĩ thôi mà Đình Đình cảm thấy quắn quéo rồi. Không biết hai con người kia sẽ đối mặt với nhau như thế nào, sẽ đối đãi với nhau ra sao trên đoạn đường dài sắp tới. Thật là làm người ta lo lắng quá. Phó Khiếu Trạch độc bước vào phòng bệnh. Anh dặn dò vệ sĩ canh chừng ở bên ngoài, chỉ có một mình vào bên trong thăm bệnh. Trong ngày, ông Phó Hoa bị ép từ chức. Ông ta lên cơn đột quỵ vào giữa khuya. Nếu không có Duy Tân phát hiện kịp thời, chắc bây giờ ông ta đã đi xin tội với Diêm Dương. Di chứng để lại là căn bệnh liệt nửa người, cơ hàm không hoạt động được, gần như là không thể nói chuyện. Khiếu Trạch cũng chưa đến thăm ông ta lần nào trong hai tháng vừa qua. Đây là lần đầu tiên. Bước vào phòng bệnh, Khiếu Trạch lướt nhanh đến cái giường duy nhất trong phòng. Nơi đây có một người đang nằm, và người này trước kia còn từng là kẻ dưới một người trên vạn người. Nhìn cái cảnh tượng thê thảm của ông ta khiến Trạch cảm thấy quá mức thỏa mãn. Bước từng bước thật chậm đến gần bên giường bệnh, anh không kéo ghế ngồi xuống mà lại đút tay vào túi quần, nhíu mày nhìn xuống người đàn ông cằn cỗi trên giường. Anh nhạt giọng: "Không ngờ tới là ông cũng có ngày hôm nay nhở." Lão Phó Hoa cũng vừa phát hiện ra anh, khác xa với biểu cảm bình tĩnh của anh. Lão hoảng loạn như muốn bật dậy, hai mắt trợn lên như vừa mới thấy quỷ. Lão rung lên bần bật, cơ miệng rung rung ú ớ mất mấy chục giây mà không nói ra được dù chỉ một lời. Nhìn thấy lão ta thảm hại, Khiếu Trạch chỉ cười, nụ cười xem thường. "Sao, ông muốn chửi tôi hay muốn đánh tôi đây? Hay là ông đang sợ tôi sẽ giết chết ông?" Lão Phó Hoa dậy lên đành đạch, cái giường kiên cố rung lên, lão như muốn lọt thỏm rơi xuống sàn nhà. Khiếu Trạch không có muốn lão chết, vì vậy anh liền đưa tay kéo giữ lão lại. Hai tay anh siết chặt cơ thể lão, ép lão nằm yên trên giường. Lão Phó Hoa vừa run rẩy vừa trợn mắt nhìn anh, mà anh lúc này lại không tỏ ra biểu cảm hung tợn nào. Anh chỉ nhàn nhạt nói với lão: "Bác Hai à, bác làm vậy là muốn đổ lỗi cho con đến đây hại chết bác hay sao? Chà, bác cũng còn ác quá ha. Hay là do con..." Nói đến đây, anh đột nhiên kề sát tai lão, nói nhỏ chỉ mình lão nghe được: "Hay là do con bỏ thuốc quá ít nên đầu óc của bác vẫn còn đủ minh mẫn để nghĩ tiếp tục hại con?" Cơ thể lão rung lên bần bật vì kích động, sắc mặt của lão đỏ rần, tức giận đến tím tái, đến cả gân cốt cũng nổi hết lên trên mặt, trên cổ. Chỉ là dù lão có hận Khiếu Trạch đến mức nào thì cũng không có thể trách móc được anh một lời, lại càng không thể kháng cự lại anh. Có lẽ điều này mới là thứ mà Khiếu Trạch mong muốn.
Anh muốn lão hận anh, lão thù anh, nhưng lại không có cách nào mà trả thù được anh, dù chỉ là một lời tố cáo. Khiếu Trạch nhìn bác hai Quy Phong lừng lẫy một thời, đang thất thần trừng mắt nhìn. Bất giác, anh cảm thấy con người của lão quá kinh tởm, quá mức khốn nạn. Thần sắc đanh lại, mắt phượng khẽ híp, giọng của anh còn lạnh hơn lưỡi dao sắc nhọn. Anh nói từng câu từng chữ. Bác hai, thứ tội lỗi mà ông đã gây ra, trực tiếp giết chết cùng lúc hai người, gián tiếp giết thêm một mạng người nữa. Ông nghĩ là Diêm Dương sẽ tha cho ông sao? Tôi biết ông vẫn chưa có chịu sám hối, vậy nên tôi dùng cách này để quãng đời còn lại, mỗi ngày ông đều nằm ở trên giường để suy ngẫm, để sám hối hoặc là để ôm hận với tôi. Chà, chắc cái cảm giác hận người mà không có thể làm gì được. Đối với ông, chắc là một chuyện gì đó bức bối, kinh khủng lắm, đúng không? Ông sống trên đỉnh cao quyền lực quen rồi, bây giờ thảm bại như thế này mà làm sao ông chịu được chứ? Tôi biết ông hận tôi, nên tôi dành hết tất cả mọi thứ của ông để ông càng hận tôi. Càng ghét tôi, ông càng tức, ông càng hận. Phó Hòa, ông giết em trai ruột của mình, ông lấy mạng sống của ba tôi, ông thành ra như vậy đã là nhẹ lắm rồi đó. Chép miệng mấy cái, Khiếu Trạch dương vai dỗ dỗ vào cái má của lão Phó Hòa. Cố mà sống cho lâu đi, ông phải sống thật lâu thì mới có thể gặm nhấm được nỗi thống khổ của một kẻ tật nguyền. Mà dù cho ông có muốn chết thì vợ con của ông cũng không có đồng ý đâu. Tốt thiệt. Tốt thiệt đó bác hai à. Vừa nói anh vừa cười, cười rất lớn, cười vô cùng sảng khoái. Đây là một mặt tàn nhẫn mà chỉ có duy nhất một mình ông Phó Hoa mới có vinh hạnh được nhìn thấy. Cũng không thể nào trách anh được, vì đây là thù giết cha, là thù giết cha đó. Khiếu Trạch đi rồi mà lão Phó Hoa vẫn còn kích động đến trợn mắt. Hai tay của lão co giật, từng khớp cơ căng cứng như muốn bật tung người. Cả đời của lão oai phong lẫm liệt, xuất hiện ở đâu cũng có người đón kẻ hầu. Vậy mà hôm nay lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một thằng quắc con trêu đùa hãm hại. Khốn nạn thiệt mà. Đáng lý trước đây lão phải giết luôn cả nó, giết luôn cả Phó Khiếu Trạch chó chết này. Cuộc đời này đúng là có những kẻ đến chết vẫn không cảm thấy hối cải. Thật là đáng tiếc. Đình Đình, đừng đi. Đừng đi, đừng bỏ anh. Đừng đi, Đình Đình. Bật người tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra xối xả. Khiếu Trạch vừa quảng, vừa gấp gáp ôm chầm lấy Đình Đình đang nằm bên cạnh. Anh nhìn cô, nhìn thấy cô vẫn còn đang ngủ ngon ở bên cạnh. Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hồi nãy anh gặp ác mộng. Anh thấy cô bỏ anh mà đi, bỏ anh và con của hai người mà đi mất. Vừa ôm, vừa hôn lên má, anh nỉ nôi thì thầm. Đình Đình, may quá. Đình Đình ngủ khá say, cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của Khiếu Trạch nên xoay người sang ôm lại anh. Ở giữa cô và anh luôn có cái bụng to của Đình Đình ngăn cách. Nhưng hai con kỳ đà này lại không khiến Khiếu Trạch ghét bỏ, mà ngược lại còn làm cho anh có cảm giác ấm áp, yêu thương ngập tràn. Một tay ôm vợ, một tay ôm con, sự lo lắng của cơn ác mộng kia cuối cùng cũng đã tan biến. Còn hơn một tháng nữa là đến ngày sanh, Đình Đình lúc này đang bận rộn sắp xếp đồ đạc trong phòng của hai đứa nhỏ. Bác sĩ nói trong bụng cô là hai bé trai, vì vậy quần áo đồ đạc đều toàn màu xanh da trời, cả bình sữa cũng là màu xanh, nhìn cái căn phòng tràn ngập đáng yêu vô cùng. Bận rộn cả nửa ngày, cô muốn chuẩn bị phòng ngủ cho hai đứa nhóc mà còn quên luôn ăn uống. Mà từ sáng đến bây giờ cũng không còn có ai rảnh rỗi được với cô. Từ Vú Lê cho đến Vú Ngọc, kể cả bé Thị, cũng bị cô quần đến đen cả đầu. Đình Đình cẩn thận nên không cho ai vào phụ việc. Ngoài những người thân tín, cô muốn hai đứa con của cô được sinh ra đời trong sự bình an nhất. Sắp xếp được một nửa, Đình Đình khoanh tay nhìn quanh một vòng. Mặc dù vẫn chưa xong,
nhưng cô đã tạm hài lòng với sự chuẩn bị hiện tại. Cô giói tay lấy ly nước lọc trên bàn, uống một ngụm. Cô nói với Vũ Ngọc, Vũ thấy con sắp xếp như vậy đã được chứ Vũ? Rất là được, đến Vũ còn thích. Hai cậu chủ chắc chắn sẽ rất thích. Đình Đình vốn định nói thêm cái gì đó, đột nhiên bụng của cô thoáng đau, đặt cái ly nước xuống bàn, tay ôm bụng, chân mày nhíu lại, giọng cô run run. Vũ ơi, sao con đau bụng quá Vũ? Vũ Ngọc hoảng hồn, bà đi nhanh đến đỡ lấy Đình Đình, gấp gáp hỏi lớn. Con thấy sao? Đau ở đâu? Chỗ nào? Chỉ Vũ coi. Đình Đình cắn môi nén đau, cô chỉ vào cái bụng dưới. Ở bụng dưới, có cái gì nó thúc vô bụng con, giống như em bé nó đạp. Nè, Vũ thấy không? Em bé đạp đó, cứng hết bụng con rồi nè. Vũ Ngọc sờ vào vị trí mà Đình Đình vừa mới chỉ. Đúng là bụng của cô căng cứng như em bé đang đạp. Nhưng căng cứng không có bình thường trở lại. Em bé cứ nghịch thì cũng không có thể nào đạp giống như thế này. Nhìn thấy mồ hôi túa ra trên trán Đình Đình, lại sợ không thấy bụng cô bình thường trở lại, Vũ Ngọc hoảng hốt, bà kêu ầm lên, gọi Vũ Lê và bé Thị chạy vô. Vũ Lê nhìn thấy tình hình của Đình Đình, bà không nghĩ ngợi gì nhiều, liền gấp gáp dìu Đình Đình xuống nhà, tức tốc đưa cô đi bệnh viện. Bé Thị chạy đi báo cho bà phó nhỏ, báo cáo cho khiếu trạch. Báo xong, liền theo chú Á quản gia kiểm tra một vòng phó gia, bởi vì Vũ Lê nghi là có người cố tình đụng tay đụng chân với Đình Đình. Đình Đình được đi đến bệnh viện. Vũ Lan hoảng hồn khi nghe tin cô cấp cứu. Bác sĩ nói tình hình nguy hiểm, phải mổ gấp để cứu thai nhi. Vũ Lan được đặt cách vào phòng mổ. Trước khi vào trong, cô có đến gặp riêng khiếu trạch, thông báo một chuyện quan trọng với anh. Anh Trạch, bây giờ em sẽ vào phòng sinh với Đình Đình. Em hỏi anh câu này, anh có muốn vào cùng với em bé không? Khiếu trạch cả người sốt ruột, mặt mày đỏ rừng. Vừa nghe Vũ Lan mở lời, anh đã gật đầu lia lịa, nói dội như muốn nuốt chữ. Anh muốn vô, anh muốn gặp Đình Đình. Vũ Lan đồng ý. Theo lý, trong những ca cấp cứu đặc biệt như thế này, người nhà sẽ không được vào cùng với thai phụ. Nhưng Vũ Lan có chuyện muốn nói, và cô cũng biết khiếu trạch không có giống như những người đàn ông khác. Vì vậy cô đặc biệt phá lệ cho anh một lần. Được, anh đi theo em, cần phải kháng khuẩn và mặc quần áo bảo hộ trước cái đã. Khiếu trạch mất hết dáng vẻ uy nghiêm thường có. Nhìn anh bây giờ, không khác gì một đứa trẻ to đầu mà Vũ Lan nói gì cũng gật đầu nghe theo. Người mà có khả năng biến một phó khiếu trạch oai phong lừng lẫy trở thành một thằng bé to xác như vậy, chỉ có duy nhất một mình vợ của anh là Đình Đình. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Mợ nhỏ nhà hai phó, tác giả Du Phong Vân. Đến đây Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 13 cũng là tập cuối. Cảm ơn quý vị.